Xin kính chào quý khán giả và bà con ngư dân. Một sóng lạnh nữa lại được tăng cường xuống nước ta. Cường độ của đợt không khí lạnh này là không mạnh, tuy nhiên thì được bổ sung đều đặn, vì thế nó sẽ duy trì trường gió đông bắc trên hầu khắp các khu vực biển của nước ta. Ở khu vực ven bờ, vùng biển có gió đông bắc mạnh nhất vẫn là khu vực từ Khánh Hòa trở vào cho đến Cà Mau, thậm chí là mở rộng xuống cả 7 độ vĩ bắc cũng đều là những vùng có gió đông bắc mạnh ở mức cấp 6, thậm chí có lúc cấp 7. Sóng biển ở khu vực này được dự báo sẽ duy trì ở mức cao từ 2,5 cho đến 3,5 mét. Trong khi đó, ở các vùng ven biển ngoài khơi, hầu hết khu vực Bắc, giữa và cả khu vực phía Nam của Biển Đông, bao gồm các huyện đảo Hoàng Sa và cả huyện đảo Trường Sa, đều là những vùng có gió đông bắc mạnh ở mức cấp 6, sóng biển cũng cao từ 2 cho đến 3 mét. Dự báo tình trạng gió mạnh trên các vùng biển kể trên sẽ còn duy trì đến hết ngày 22 tháng 2. Từ ngày 23 tháng 2, thì vùng gió mạnh trên các khu vực biển sẽ thu hẹp lại, chỉ tập trung ở khu vực biển phía đông của Nam Bộ là vùng biển từ Bình Thuận trở vào đến Cà Mau, duy trì tình trạng biển còn động ở khu vực này. Đến với hải trình ra vào các đảo, thưa quý vị và bà con ngư dân, trong đêm nay và ngày mai thì gió trên khu vực vịnh Bắc Bộ cũng như là trên tuyến hải trình từ Hải Phòng ra khu vực huyện đảo Bạch Long Vĩ sẽ đổi từ hướng đông bắc đến đông sang hướng đông bắc. Tuy nhiên cường độ chỉ ở mức cấp 4 cho đến cấp 5, vì thế mà độ cao sóng biển thấp dưới 2 mét, biển lặng, thời tiết thuận lợi cho hoạt động ra khơi bám biển của bà con ngư dân. Không khí lạnh cũng ảnh hưởng đến các vùng biển miền Trung, nhưng nó chủ yếu là duy trì trường gió đông bắc mạnh ở mức cấp 5, cho suốt dọc từ Quảng Trị trở vào đến khu vực Phú Yên. Với vùng biển từ Khánh Hòa trở vào đến Bình Thuận, cường độ gió đông bắc mạnh ở mức cấp 6. Với mức gió khác biệt như vậy thì độ cao sóng biển trên các khu vực biển Trung Bộ cũng khác nhau. Với tuyến hải trình từ cảng Sa Kỳ ra khu vực huyện đảo Lý Sơn, nằm trong vùng có gió đông bắc mạnh ở mức cấp 5 và sóng cao từ 2 đến 2,5 mét. Ngoài ra ở khu vực ven bờ vẫn cần lưu ý tới hiện tượng mưa rào làm cho tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống chỉ còn từ 4 đến 10 km. Đối với khu vực biển phía đông của Nam Bộ là vùng biển từ Bà Rịa, Vũng Tàu trở vào đến Cà Mau, trong đêm nay và ngày mai tiếp tục có gió đông bắc mạnh ở mức cấp 6, thậm chí còn có lúc gió mạnh ở mức cấp 7, nên sóng biển trên khu vực này sẽ tiếp tục cao từ 2,5 đến 3,5 mét khiến cho biển động mạnh. Tàu thuyền không nên ra khơi trong thời tiết xấu, gió mạnh, sóng cao như vậy. Việc lưu thông hàng hải trên tuyến hải trình từ Vũng Tàu ra Côn Đảo và ngược lại chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn và dự báo phải sau ngày 23 tháng 2 thì gió trên khu vực này mới giảm xuống dưới cấp 5 và biển mới hết động. Còn ở khu vực biển Tây là vùng biển từ Cà Mau, Kiên Giang, trong đó có tuyến hải trình được Rạch Giá ra Phú Quốc. Thời tiết đêm nay, ngày mai cũng như là những ngày tới tiếp tục là những ngày thời tiết biển tốt được duy trì. Gió hướng đông bắc ở mức cấp 4, sóng cao dưới 2 mét, tầm nhìn trên 10 km. Thời tiết nhìn chung thuận lợi cho việc lưu thông hàng hải, khai thác ngư trường và đi lại trên tuyến hải trình từ Rạch Giá ra Phú Quốc và ngược lại. Bản tin thời tiết biển ngày hôm nay sẽ khép lại với phần dự báo chi tiết cho các vùng biển trên cả nước trong 3 ngày tới. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin tiếp theo.